quần váy lưng thun nha, lưng thun và có tặng kèm dây, cái này mình thắt làm nơ, nơ làm kiểu ha, chất vải là vải vôn ha, chất dày dặn mà không sợ bị lộ nha. Quần váy thì dành cho mấy bạn mà mông to nè, đùi to nè, khó kiếm được đồ mặc để hợp với vừa mình thì các bạn có thể chọn quần váy ha, nó che được khuyết điểm phòng mông to và đùi to ha, và mặc nó rất là thoải mái luôn, che được cái đùi to nè. Hàng hiện tại là đủ size nha, từ XL cho tới 4X ha, 4X thì cực to luôn. Các bạn đang mặc là size XL nha, XL và 4X nó rất là to luôn đó. Như mình mà 50kg là có thể lọt thỏm vào một ống quần luôn, cho nên các bạn mà 8-90kg là vô tư luôn ha, không sợ là không có quần mặc kho, không có quần vừa size mình nha. Lưng là lưng khung bản to nè, cho nên mặc một phần nào đó nó sẽ gom bụng mình lại một tí xíu nha. Và trên đây là có bèo dúng làm kiểu ha, khi mà mình sơ đi đóng thùng nhìn kiểu rất là hay luôn nha. Đây không nói điêu nha, size 4X đó, mình 50kg là có thể lọt thỏm vào một ống quần luôn, thì các bạn biết rồi, 8-90kg mặc là vô tư thoải mái luôn nha, cực to luôn ha, size 4X cực to. Shop lên size về hàng mix size là đúng chuẩn mix size, mặc vừa vặn đẹp lên hông, đẹp mà vừa người luôn nha, không sợ mặc là giật đâu ha.